Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin gửi lời chào giáo Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay. Cùng bạn gái ngồi bên kia, con tên là Võ Nhật Tú, đến từ Gia Lai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tú là làm việc gì? Dạ con đang làm là bên kỹ thuật bên máy tính. Máy tính làm ở quận mấy? Dạ làm ở Gò Vấp. Tú nhiêu tuổi? Thì hôm nay con 24. Rồi, còn con? Dạ lần đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam tên Tú bên kia. Chào toàn vị khán giả, con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi. Nhà con ở Đắk Lắk nhưng hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa, con làm Nha Trang hả? Dạ. Con làm nghề gì vậy? Dạ, con làm giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non. Dạ. Nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Và đặc biệt là người sống có tình cảm ạ. Còn cái nhược điểm của con? Nhược điểm thì do sống tình cảm nên có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con. Và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu. Nên là dễ bị người ta hiểu nhầm. Hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ, hiểu lầm như kiểu người ta bảo là con khó tính quá. Rồi, mời Tú nói cho Nhâm biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của cháu thì có thể lắng nghe được. Lắng nghe... Lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Hay là lắng nghe là hiểu. Có nhiều người ta nghe, nhưng người ta giả bộ, coi như không hiểu đó. Rồi, còn gì nữa? Khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể, tính tình hơi nóng nảy chút. Nóng nảy hả? Trời, sao nói chuyện nhỏ nhẹ, nóng gì? Nóng quá thì còn làm gì Tú? Nếu mà nóng nhất từ trước giờ thì có thể đập đồ. Đập đồ luôn hả? Còn đập cái gì vậy Tú? Dạ thì chén bát rồi. Trời, đó gì đó hả? Nhiều tiền đâu mua chén bát vậy, mỗi lần nóng nên đập hết trơn. Vậy mua chén nhựa thôi. Hồi xưa thôi chứ giờ. Hồi xưa? Ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi. Dạ con. Dạ. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20 là cách đây 4 năm. Bây giờ mình đầm hơn rồi, phải không? Dạ. Rồi con còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Có hút nhiều không? Dạ thì ngày còn 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hút dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Trời ơi. Hút dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày? Giữ gìn sức khỏe con ơi. Không được đâu. Dạ. Hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha con ha. Cố gắng đi ha con ha. Rồi còn gì nữa không nè? Nói hồi đổ hồi chân tội nghiệp nhỏ. Thôi chùi mồ hôi đi con. Đổ hồi tội nghiệp nhỏ. Bớt đi Tú. Okay. Tú đây. Sinh năm mấy? Dạ con 96. 96 bằng bằng Nhâm bên kia 9 mấy? Bạn dạ con sinh năm 96 ạ. Ủa con 96 luôn hả? Kỳ vậy? Dạ. Vậy là hai đứa bằng tuổi. Ừ. Có mấy người yêu vậy? Dạ thì từ lúc đi làm thì cũng có khai mối tình. Nhỏ nhỏ vậy, trẻ trẻ nó giỏi nha. 24 12 mối tình ha. Ừ đó. Rồi mình 28 mà chưa có mối nào luôn. Mối tình dài nhất là bao lâu con? Mối tình dài nhất thì cũng 4-5 năm. 4-5 năm luôn. Trời ơi vậy con yêu sớm quá ha. 20 con yêu rồi ư? Hay là 18 con yêu rồi? Yêu 14. 14. Cái lý do để chia tay là lý do gì? Dạ thì không thấy cái mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không còn thấu hiểu với nhau được nữa. Chia sẻ được thì chia tay. Không tìm được tiếng nói chung phải không? Dạ đúng rồi. Có mối tình nào mà nó vướng vấp vào vấn đề yêu xa không? Dạ không. Tức là yêu xa không có ảnh hưởng gì tới tình cảm, tình yêu của con đúng không? Tại vì nhỏ này thuốc Nha Trang lận con. Ở cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó. Có mấy mối tình rồi? Dạ con tính ra thì có 2 mối tình ạ. Nó cũng 2 đó Linh ơi, nó 2 mối tình rồi. Lý do chia tay? Dạ chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ 6 vậy á. Hay là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À tức là có người thứ 3 đúng không? Và con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. Dạ con chào chú. Rồi chào con, xinh đẹp, dễ thương. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ con muốn tìm một người có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65 tại vì con thích cái cảm giác che chở, có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc. Không hút thuốc. Có nóng tính không? Dạ không, gọi là không tứ đổ tường, là không bài bà rượu chè đồ. Nóng tính xíu được không? Nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua. Hồi xưa thôi, bỏ được không? Được. Dễ thương lắm, thật tình ha. Rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái mẫu hình con gái Tú như thế yêu cầu nào? Mẫu hình lý tưởng của con thế nào Tú?
Mẫu hình con thì thích kiểu giống như Bạc Minh này trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ mà cô đóng á, cô không có. Có thể là cậu được ước thấy đó con. Rồi sao nữa nè, thích cái gì nữa nè? Tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như nhân vật chị Hai. À rồi, Lê Phương đó, nhân vật chị Hai. Rồi gì nữa nè, có miếng nào của con Hân không? Dạ không. Không. Không có. Thôi vậy cũng đem Gạo Nếp Gạo Tẻ ở nhà coi luôn đi. Chú thích cái mẫu hình người mẹ trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cầu được ước thấy luôn nha Linh. Cầu được ước thấy nha. Rồi, bây giờ nè, yêu xa chú con có lo gì không? Dạ, yêu xa thì miễn sao anh ấy trung thủy là được. Rồi, quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. Điều đó. Đi với ai nào? Dạ, hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây. Đi cả nhà luôn ha. Dạ. Đây là dì nè, kế bên là dì. Dạ, bạn ạ. À, bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha. Mấy người này có chưa? Lên đây hết luôn nha. À, kính thưa anh Quyền Linh Thông Thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp với lại tất cả các bạn trong khán phòng ngày hôm nay. Hèn nở thì luôn, ngày hôm nay đến ủng hộ bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á, ngày nào cũng coi hết. Đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có ba vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại, nhất là bạn Tú. Cái vấn đề thứ nhất là yêu xa, tại vì khoảng cách nó cũng làm cản trở đến tình yêu nhiều lắm. Cái vấn đề thứ hai là ở bạn Tú thì là cái thứ nhất là nóng tính, còn hút thuốc lá nữa. Đó, thì nếu như mà bạn Tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì dì nghĩ là còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn. Với lại tình yêu của bạn Tú dành cho bạn Nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì sẽ tiến tới xa hơn. Đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, rồi, cảm ơn nhà gái. Mấy cô này mai mốt đăng ký luôn nha. Em có ý kiến sao bạn thân của em nè? Thấy được không? Thấy hợp gu với bạn không? À, con thấy ngoại hai người cũng xứng đôi ạ. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Thì cái đó để con lên chương trình con hỏi sao. Đó thì cái chú Linh lạc đề quá, chú Linh bị hỏi luôn cho nó gọn. Đề giờ quá. Gọn luôn. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ, đây với anh Hiếu, đồng nghiệp của con. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Nhung. Trời đó, nhà gái chị Hồng Nhung hay là chị Cát Vân? Em nhớ. Dạ, nói chung là em thấy bạn gái và Tú bên này ấy, thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau. Em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau. Thì về cái em chia sẻ một tí về Tú. Tú là một người sống khá là chân thành. Còn cái vấn đề nóng nóng của Tú á, thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình Tú ở trong phòng thôi, không có ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng mà sau thời gian thì em thấy Tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi. Đập vô gối. Em có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rảnh lên đây chơi. Nghe bên kia cũng rảnh người lên đây chơi, tự tìm hiểu trước. Nói chứ thôi mở rào đi. Mở rào. Bây giờ mở rào để cho tụi con cảm nhận nha. Nào tự tin lên. Mở rào. Bắt đầu đi Tú. Hòa mình nhận trước đẹp. Đi, mình nhận trước rồi mình trao sau con. Hoa đẹp quá. Cảm ơn, thì cảm ơn bạn. Mình có quà tặng bạn. Con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì Tú. Mình tặng con một ấm chén. Hả? Ly à. Ly hả? Rồi, tại sao xong. Con lại tặng ly? Con nói đi. Nóng luôn, xong luôn. Theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì sẽ tan vỡ, nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng nó giống như tình yêu yêu vậy, thì ví dụ như là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được bền lâu hơn, và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó và bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu. Ly đẹp ạ. À, đừng nóng nha Tú. Trời ơi, cái ly đó là hợp với ba đó. Ba thiệt, cái bông thì hợp với mẹ, còn cái ly thì hợp với ba. Cảm ơn. Rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè. Mở rào thì... ra Tú cảm nhận sao nè. Thì cảm nhận bạn hoàn cũng có ngoài nơi nhìn, cũng vượt ngoài cái mong muốn của em. Nhưng mà à, con có tưởng tượng là cái trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không? Con có thích cái mẫu người giống như vậy không? Có. Còn con thì sao? Con nói đi, con thì sao? Cũng hơn tưởng tượng của con. Hơn tưởng tượng của con luôn, hai đứa đều hơn hết. Nó xuyến hai xoắn đứa rồi đó Linh. Giờ luôn. Trái tim có xuyến xoắn rồi đó, hơi bị loạn nhịp rồi đó.
Rồi mình nghe nói bạn là giáo viên mầm non. Đúng rồi. Em đi không phải bạn. Nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em? Không, tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non. Thì cũng mình cũng giống giống bạn. Bây giờ chắc là cô nào cũng giống nhau. Bây giờ nè, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi đứa có thể nói về quan điểm của mình đi, Tú nói trước đi. Quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe. Cái thứ hai thì mình cũng muốn một người quản lý về cái tiền bạc chi tiêu gia đình, thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình, thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu. Mới có phần của tính anh thì anh bị cà nể, thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình, anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó. Thì khi mà anh sợ anh nói lên suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực, nó không đúng với suy nghĩ của mình, nên thành ra nhiều lúc thì anh không có muốn nói ra, thì cứ im. Không biết thì em có thể chấp nhận cái tính đó không? Dạ, có thể được đó. Thì nếu như mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới nhau? Cái đó cũng không thể nói trước được. Nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn và em cảm nhận được cái điều đó, cảm giác an toàn sớm thì có sớm. Cái đó là tùy phụ thuộc vào anh. Hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nhé. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu. Hãy nhường cơ hội để cho người khác. Hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình, gia đình, bạn bè của các bạn đó nha. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ôi ôi. Sao bấm chậm quá vậy? Nắm tay nhau thật sự rồi đó. Thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nhìn nhau cười cái coi. Đó, trời ơi, cười thấy thương chứ sao. Giờ con phải làm cái nhiệm vụ. Con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn Nhâm. Đúng luật đó con. Con sẽ phép hôn Nhâm. Cái đó là ba hôn con. Đây nè. Hôm nay chưa gọi đầu nữa. Trời đó. Ơi. Đừng có trời của đất luôn vậy đó thiệt không.